Swiss Family Music. Anh yêu nhân xấu. Alo, bà thông trà hả? Ừ, tôi nè. Tôi mới mua cái nhà nha. Ủa vậy hả? Mời bà sang nhà tôi chơi nha. À. Làm bữa liên hoan nha. Chuẩn bị luôn cả một phần quà cho tôi nha. Ok, ok. Okay. Phần